Hiện nay thì hãng Twitter ra rất là nhiều mẫu sản phẩm phù hợp với thị trường của Việt Nam. Thì đây, hôm nay xe đạp 88 sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe đạp Twitter R68 Pro R2000 nhé. Chiếc xe đạp này đặc trưng của nó về hãng Twitter sẽ trang bị cho anh em một cái càng carbon này, khung cũng là carbon luôn. Đấy. Và tem Twitter thì đã được tráng lên một lớp phản quang rất là đẹp như này. Đấy, bảy sắc cầu vồng đổi màu luôn. Và đây, đây là lớp chén cổ nhôm nhưng mà nhìn rất là giống titan này. Đấy, rất là đẹp luôn. Để tăng độ ngầu cho chiếc xe đạp thì Twitter đã trang bị trên xe này là một cái ghi đông bản dẹt hàm cá mập và ngầu như thế này. Và đó là bộ tay đề lắc hai lẫy rất là mượt mà, chuyển số rất là ok. Và phanh gộp áo vành của Techtro nhé. Xe sẽ trang bị cho anh em một chiếc đùi đĩa trục rỗng của Borowheel 50T to như này, giúp chiếc xe đạp tăng tốc nhanh hơn này và chính xác hơn khi mà anh em di chuyển. Cụ thể sau cũng như mình nói ban đầu, nó là của Shimano Galaris, vừa tăng độ chính xác này, vừa tăng sự linh hoạt khi mà anh em di chuyển đường dài. Và đường dài sẽ có 8 tầng lip ở đây đó, giúp mọi người thích ứng với các loại địa hình kiểu leo dốc nhẹ như kiểu các loại cầu này, hoặc là di chuyển trong thành phố đều rất là ok. Cối nổ thì sao? Chắc chắn rồi, Twitter thì không thể thiếu một cái cối nổ siêu to khổng lồ của CNC như này. Đó, mọi người nghe rất ok không? Với các trang bị đặc trưng và cấu hình cơ bản như này thì Twitter R68 Pro này chỉ có giá khoảng hơn 13 triệu thôi. Anh em nào có quan tâm về mẫu xe đạp này thì có thể liên hệ với bên mình nhé.